Xin gửi lời chào bình yên, cầu chúc mọi điều may mắn và tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bộ sưu tập truyện trinh thám Z 28 của tác giả Người Thứ Tám. Cặp bẫy trên dòng Châu Phi, chương 1. Như thường lệ, Văn Bình ngồi trên taxi chạy hết đường Pra Athit để quen với phố xá, rồi ra lên quẹo trái, đậu trước một tiệm nước. Kể ra thị trấn Vọng Các này chỉ to lớn, đông đúc và bí hiểm đối với người khác, chứ đối với Văn Bình thì chẳng có gì lạ. Nhắm mắt lại, chẳng có thể đi đêm trong thành phố mà không bao giờ bị lạc. Ban đêm trong hẻm tối om, chàng trả tiền không cần chiếu đèn bấm. Da tay chàng đã quá quen với giấy bạc bát. Chàng búng nhẹ một cái là phân biệt được bạc nhỏ hay bạc lớn. Văn Bình đã quen với thành phố Vọng Các, còn hơn là cả nha sĩ quen với hàm răng bịt vàng của thân chủ triệu phú, quen như thể vợ với chồng, nhớ kỹ vị trí và tiểu sử của mỗi nếp nhăn ở bụng, mỗi vết thẹo ở ngực hoặc mỗi vết tàn nhang trên đùi non. Những lần trước, khi đến đất Thái, Văn Bình thường cảm thấy hân hoan. Gái Thái không trắng trẻo như cây nhà lá vườn ở xứ Đồng Nai. Nếu để lòng vào tủ gương, mở đèn lên ngắm nghía như ông thầy tu ngắm nghía bức tượng tôn nghiêm, thì không nên đa mang gái Thái. Song nếu tình yêu có nghĩa là tắt đèn, thì trên vùng đất Viễn Đông thật khó tìm ra những thân hình căng cứng, những nhà vô địch dai bền như giai nhân nước da bánh mật ở Đô Thành Vọng Các. Nhưng lần này, Văn Bình lại không vui. Taxi đậu lại, chàng vội nhăn mặt. Đường Pra Athit ở dọc sông Châu Phi, con sông lớn nhất của thủ đô Thái. Mưa mùa hè oái oăm vừa tắt, nước sông cuộn lên đục ngầu khiến Văn Bình buồn nôn ở cuống họng. Liên tưởng đến cái bồ chứa nước bằng sắt tráng men trắng đã reset và tróc men, nằm lỏng trỏng ở góc phòng của những căn nhà siêu vẹo bán tình dọc dòng sông Châu Phi. Hàng năm, cứ đến mùa mưa, sông Châu Phi thường nặc mùi khó chịu. Nói cho cùng thì không riêng gì sông Châu Phi, mọi con sông ở gần thành phố trong khu vực nhiệt đới này đều hôi như nhau. Văn Bình ngửi thấy mùi gỗ súc ngâm kinh niên, mùi lá muốn của những rừng tràm ở thượng lưu, mùi mạt cưa và mùi rác rưởi. Những mùi này xông lên mặt đến nỗi đeo mặt nạ lọc không khí cũng vẫn ngửi thấy đến chóng mặt, nhức đầu. Trước đây, khi phải qua bờ sông giữa lúc mưa vừa tạnh, Văn Bình đã có một phép màu để át được mùi thối độc đáo. Phép màu này là nghĩ đến cái miệng thơm thơm, làn da thơm thơm và cái nách thơm thơm của những nữ đồng nghiệp trong ban biệt vụ. Nhưng hôm nay, óc tưởng tượng phong phú của chàng đã đi vắng. Chàng cố hình dung trước mắt những cô gái bốc lửa với những cái tên bốc lửa không kém đang nằm bên chàng trong gian phòng kín. Song những việc vừa xảy ra đã làm chàng mất hứng. Cái mất hứng thứ nhất của chàng là đang say sưa trên một hòn đảo nhỏ ở ngoài khơi Mỹ Quốc thì bị gọi về Hoa Thượng Đốn. Đang bù khú mà bị triệu hồi đột ngột đã trở thành chuyện cơm bữa đối với điệp viên Z28. Trong thời gian hoạt động dưới quyền ông Hoàng, chàng đã bị phá đám, vô tình hay cố ý như vậy, hàng 40-50 lần. Nên có bị phá đám thêm lần nữa cũng chẳng sao. Vì Lê Diệp nói, anh sắp mở khóa độc đào thì bị dựng dậy lôi xuống lầu phải không? Có gì quan trọng đâu mà hoảng hốt. Đàn bà nào trai giống đàn bà nào, không yêu lần này thì yêu lần khác, thỉnh thoảng chay tịnh lại càng tốt chứ sao, càng sống lâu phải không? Nhưng khốn nỗi lần này không giống những lần khác. Những lần khác, Văn Bình chỉ dính với một người đàn bà, lần này chẳng lại dính đến với mấy chục người đàn bà. Những lần khác, Văn Bình chỉ được yêu đương trong phòng gắn máy điều hòa khí hậu, lần này là trời cao, là biển rộng, là sóng nước chập trùng, là những khu vườn trồng toàn hoa thơm cỏ lạ với hàng hà sa số người đẹp khỏa thân hoàn toàn. Hòn đảo này là nơi hội họp của những người theo chủ nghĩa thiên nhiên. Nếu chỉ là nam nữ khỏa thân để tìm ánh nắng mặt trời và gió mặn ngoài biển, già lẫn lộn với trẻ, gầy nhom lẫn với mập ú, lùn lẫn lộn với cao lêu nghêu, xấu như Chung Vô Diệm lẫn lộn với Tây Thi, thì Văn Bình không bao giờ đến, và một khi ra đi thì cũng không hối tiếc. Tuy nhiên, lần này chàng lại tiếc, tiếc ngẩn ngơ, tiếc đến bỏ ăn bỏ ngủ, tiếc đến tay chân bại hoại ruột gan cồn cào, mắt hoa đầu váng, vì hòn đảo này
là nơi hò hẹn của bọn người theo chủ nghĩa thiên nhiên trá hình, do sự tổ chức của những tay trùm Hồng Lâu và Thanh Lâu quốc tế. Trai gái từ khắp nơi trên thế giới đổ tới ùn ùn để tìm khoái lạc. Tình cờ, Văn Bình lọt vào được thiên thai, chẳng đến lưu lại vài tháng, mỗi ngày thay đổi món ăn yêu đương 5-7 lượt, toàn là cao lương mỹ vị. Song chàng không ngờ, mới chân ướt chân ráo làm quen với đạo gia nhân trẻ tuổi, thì nhân viên Smith của ông Tổng Giám đốc Trung ương Tình báo CIA đã vác mặt tới, lôi chàng lên thủy phi cơ, bay một mặt về Tổng Hành Doàn. Tuy nhiên, cái mất hứng thú thứ nhất chỉ làm chàng tiếc nuối, chứ không làm chàng bực mình. Nguyên nhân của sự bực mình này là mùi thơm mà không thơm của các cô gái tiếp viên phi hành. Từ nữ ước qua ba lê, không có chuyện gì xảy ra, vì Văn Bình ngủ gà ngủ gật. Trên đường từ Pháp sang Viễn Đông, các nữ tiếp viên không lôi cuốn được chàng vào cõi mộng, song cũng không bóp nát giấc mộng của chàng. Nhưng về gần đến Vọng Cát, thì chàng toát mồ hôi. Tuy máy bay được điều hòa khí hậu, Văn Bình vẫn ngửi phải mùi hôi nát của những cô gái mặc đồng phục, thân hình khá đẹp nhún nhảy lượn lên lượn xuống như đèn cù bên cạnh chàng. Kỹ nghệ mỹ phẩm đã phát minh ra hàng chục hàng trăm thứ nước hoa xà bông để át mùi mồ hôi. Mùi hôi nghẹt thở đã được che đậy sau mùi thơm man mát. Nhưng liệu hồn, nếu cái mùi thơm man mát này giảm bớt, thì mùi hôi nát sẽ trào mặn ra như nước lũ cuốn phăng bờ đê. Đàn bà đẹp luôn luôn trữ sẵn phép màu trong ví da để phòng tình trạng nước lũ cuốn phăng bờ đê thì có thể đối phó kịp thời. Song không hiểu sao, mấy cô tiếp viên lại quên bẵng. Báo hại Văn Bình phải bậm miệng nín thở khi họ mang khay thức ăn đến. Chàng khát gần khô cuốn họng, thèm rượu một cách ghê gớm nhưng lại không dám kêu. Tuy vậy, chàng vẫn phải ngửi vì không thể nhịn thở được mãi. Ghế của chàng lại ở hàng ngoài, gần phòng phi hành, nên cứ chốc chốc các cô gái giết người lại đi ngang qua. Văn Bình đã mất hứng, nên khi ra đến đường bờ sông Trao Phia, phải cho tay vào túi lấy mùi xoa để bịt mũi. Sau khi móc hết túi áo và túi quần mất gần 5 phút đồng hồ, chàng mới sực nhớ rằng từ nhỏ đến lớn chàng không có thói quen đai cát, mang mùi xoa theo trong mình. Nếu có, thì đó chỉ là mùi xoa mà đàn bà đẹp đã dùng, hoặc mùi xoa bán biếu tại các khách sạn lớn, hoặc là mùi xoa giấy. Không có khăn mùi xoa, Văn Bình đành lấy gói xa lem. Hương vị bạc hà sẽ giúp chàng quên được mùi hôi nồng nặc. Chàng rít một hơi dài, rồi quay lộn lại đường Pra Athit. Khi hút thuốc, chàng ngửa cổ lên trời, thở khói phù phù. Hai chân tiếp tục bước nên không nhìn thấy phía trước, và chàng vô tình đụng vào một người bộ hành thái. Nạn nhân của chàng là phụ nữ, nàng trạc 25, cái tuổi chín chắn trên tình trường, cái tuổi không còn yêu ngây thơ vớ vẩn. Bị chàng húc mạnh, nàng ngã ngồi xuống đất. Nàng lồm cồm bò dậy và chẳng nói chẳng rằng nắm lấy bàn tay Văn Bình. Cô gái có phản ứng nhanh nhẹn và khá chính xác, chứng tỏ có một số vốn phong phú về võ thuật. Văn Bình có thể tránh né dễ dàng, song chàng vẫn đứng yên cho cô gái thi thố nhu đạo. Nếu là người đàn ông khác thì có lẽ đã nằm sóng xoài trên vỉa hè ướt át, vì lối đánh của nàng được thực hành một cách tinh vi, khoa học và kín hiệu. Chỉ riêng miếng đòn sơ kiến này đã cho thấy nàng là đai đen nhu đạo. Nhưng Văn Bình vẫn trơ như đá, vững như đồng. Thân thể chàng như được đóng đinh vít xuống lề đường. Mặt nàng đỏ gay, gần toát mồ hôi mà vẫn không làm chàng nhúc nhích. Nàng bặm miệng, thu hết sức lực vào bàn tay, sửa soạn đánh ngón đòn quyết định. Xong nàng bỗng buông chàng ra, rồi thốt lên một tiếng lớn, nửa sừng sốt, nửa mừng rỡ. Kìa, anh Văn Bình. Văn Bình cũng sững sờ, tưởng ai, hóa ra là dắt 100. Trong khoảnh khắc, những kỷ niệm 3-4 năm về trước dồn dập trở lại tâm trí của chàng. Tên thật của Dắt 100 là Mỹ Linh, đặc phái viên của ông Hoàng tại Nam Vang. Chàng lên Cao Miên, điều tra vụ một số điệp viên của sở bị hạ sát và khám phá ra Mỹ Linh tư thông với Trung ương Cục miền Nam. Văn Bình lập mưu phá tan ổ điệp báo của địch, song đã cố tình mở sinh lộ cho Mỹ Linh thoát thân. Sở dĩ chàng không bắt nàng vì nàng mắc một căn bệnh sinh lý tai hại, bệnh đồng tính luyến ái, căn bệnh phổ biến của trai gái trong hậu bán thế kỷ 20. Đàn ông thích yêu đàn ông, còn đàn bà thích yêu đàn bà. Vì bệnh đồng tính luyến ái, Mỹ Linh đã bị địch lợi dụng. Trước khi bỏ trốn, nàng viết thư để lại cho chàng. Trong đó có đoạn như sau.
Việc đáng tới đã tới. Anh đã khám phá ra vai trò hàng hai của em. Vâng, em xin thú nhận là tư thông với đối phương. Phá hoại hàng ngũ của sở, tội em đáng chết. Nhưng anh ơi, tội em đáng chết nhưng em chưa thể chết. Vì đang còn bổn phận nặng nề nuôi mẹ già, nuôi đứa em ăn học thành người. Bởi vậy em phải bỏ trốn. Em tin rằng anh là người quân tử, không nỡ nào đuổi bắt con đàn bà đáng thương như em. Trong tương lai, nếu còn được gặp anh, em sẽ đái tội lập công. Từ đó, Mỹ Linh đã đi biệt. Từ nhiều năm nay, Văn Bình không còn nghe nhắc đến nàng. Đúng ra sở mật vụ có thể tìm ra tung tích của nàng sau một thời gian ngắn, trừ khi nàng biến thành con muỗi mới có thể thoát khỏi màng lưới thần kinh quỷ sợ của ông Hoàng. Nhưng nàng vẫn sống yên ổn sau ngày ra đi vì Văn Bình không hề báo cáo sự phản bội của nàng cho ông Hoàng biết. Chàng thường nói là quả đất tròn và hẹp, sớm muộn những kẻ xa nhau đều sẽ phải gặp nhau. Song chàng không ngờ định mạng oái oăm lại bắt chàng đụng đầu Mỹ Linh trên vỉa hè Võng Các giữa lúc chàng sắp đến một chỗ hẹn quan trọng. Đối với người khác, chàng có thể nói dối là đi nghỉ hè hoặc nhân một chuyến xuất ngoại dừng chân tại Võng Các để du hí. Nhưng chàng không thể nói dối với một điệp viên giàu kinh nghiệm như Mỹ Linh. Chàng đành nhìn nàng mỉm cười. Hồi ở Nam Vang, nàng mới 25 tuổi. Thời gian trôi qua, nàng vẫn như cô gái 25 tuổi. Vẫn đôi mắt một mí như người xứ Phù Tang, làn da trắng xanh và bộ ngực lép xẹp. Nghĩa là tương phản với quan niệm về tình yêu của Văn Bình. Nhưng vẻ đẹp ngày nọ lại sắc sảo hơn, lôi cuốn hơn. Vẻ đẹp cổ kính như bức tranh thủy mạc tàu. Vẻ đẹp mong manh như giọt sương khuya trên cành hoa quỳnh. Vẻ đẹp là lướt như cành liễu bên hồ. Vẻ đẹp yếu mệt như tia nắng chiều thu sắp tắt. Như Văn Bình là khối nam châm, mà nàng là kim khí. Mỹ Linh ôm chầm lấy chàng. Em nhớ anh quá, em cảm ơn anh. Nàng hôn vào má, vào cổ chàng, không đếm xỉa đến những người đang qua lại. Cũng may là đường Praathit không phải là con đường ngựa xe như nước, áo quần như nêm của thủ phủ Võng Các, nên người qua lại tương đối thưa thớt, và may nhất là trời đã tối. Tuy vậy, ấn đèn đường cũng chiếu sáng vào chỗ hai người đang ôm hôn nhau. Nàng liến thoáng hỏi chàng. Anh đến lâu chưa? Lẽ ra, chàng phải đáp là đã đến lâu. Có thể Mỹ Linh còn có liên hệ với tình báo của địch. Không hiểu sao, chàng lại đối xử với nàng một cách hoàn toàn thành thật. Cũng vừa thôi, anh mới từ Ba Lê đến Võng Các. À, chuyến thường lệ 6 giờ tối. Bao giờ thì anh đi? Cũng chưa biết, hiện nay em ở đâu? Gần Thái Hotel. Nếu anh không bận, em xin mời anh đến thăm nhà em ngay bây giờ. Văn Bình chép miệng. Đáng tiếc là anh đang bận. Mỹ Linh thở dài. Em biết rồi, anh đang có công chuyện. Thôi anh cứ đi đi. Nếu anh cho phép, em sẽ đến lữ quán tìm anh. Anh có còn ngủ ở Erawan như mọi lần không? Không, lần này anh lấy phòng ở Thái Hotel. Vậy sau nửa đêm em sẽ đến. Nàng ngần ngừ một giây như để suy nghĩ chín chắn, rồi nói với giọng buồn buồn. Nhưng có lẽ em không nên đến gặp anh thì hơn. Vì sao? Vì em vẫn còn làm việc với họ. Ồ thì em còn làm việc với họ có gì lạ đâu, anh vẫn chờ em. Anh đúng là người đàn ông rộng lượng. Văn Bình kéo Mỹ Linh vào sát ngực, nàng hôn chàng lần nữa. Phải là con người coi trời bằng vung như Văn Bình mới dám ôm đàn bà âu yếm ngoài đường, vì kiểm tục người Thái khá nghiêm khắc. Sở dĩ chàng hôn đi hôn lại không phải vì thèm đàn bà, mà là vì làn môi của Mỹ Linh tiết ra một sức hút kỳ lạ. Theo y học, đàn bà mắc bệnh đồng tính luyến ái thường dưỡng dưng về ân ái. Ôm đàn ông họ có cảm giác như ôm bức tượng đá, da thịt đang nóng bỗng lạnh ngắt. Đàn ông chưa chạm vào sẽ phải run lên cầm cập. Nhưng khi đàn bà đồng tính luyến ái biết yêu đàn ông, họ yêu mãnh liệt gấp chục lần con người bình thường. Mỹ Linh bỗng ngón tay vào vai chàng, không muốn rời ra. Nếu da thịt chàng không được tập luyện công phu, cử chỉ âu yếm của nàng sẽ làm cho chàng tóe máu. Mãi mấy phút sau, nàng mới chịu rời chàng, giọng luyến tiếc. Thôi em đi nha. Mỹ Linh đã khuất trong bóng tối, mà Văn Bình còn ngây ngất. Giờ đây chàng mới hiểu tại sao người La Mã cổ xưa thích yêu những cô gái khỏi bệnh đồng tính luyến ái. Cách đây không lâu, một số đại diện tình báo trong thế giới tự do nhóm họp tại thủ đô Hòa Lan, được coi là thủ đô của bệnh đồng tính luyến ái, để nghiên cứu tác động của bệnh tâm lý này về phương diện nghề nghiệp. Văn Bình là hội thảo viên. Đúng ra, đại biểu của điệp báo Nam Việt là Triệu Dung. Văn Bình chỉ đóng vai phụ tá. Chàng vốn ghét hội họp, bàn bạc, chỉ ưa hành động sôi nổi. Nhưng vì đề tài hội thảo có liên quan đến cuộc đời giang hồ tình cảm của chàng, nên chàng nặng nặc đòi đi. Vì vậy,
chàng được biết rằng đồng tính luyến ái không phải là bệnh của thời đại nguyên tử, mà đã là di sản của thời xa xưa. 100 năm trước khi Thiên Chúa giáng sinh, dân chúng La Mã đã tổ chức hội liên hoan của những người đồng tính luyến ái vào ngày 23 tháng 4 hàng năm. Thần Apollo là thần của ánh sáng, của ca nhạc, của thơ, của vẻ đẹp con người trong huyền thoại Hy Lạp, cũng mang bệnh đồng tính luyến ái, hữu danh với 20 nhân tình đực rựa. Văn Bình đã tỏ vẻ hoài nghi khi các hội thảo viên nói về sự hăng say lạ lùng của các nữ bệnh nhân đã được bình phục. Đêm nay, trên đường Praatit, chàng mới thấy rõ đó là sự thật. Sự thật đam mê này vẫn còn đọng trên môi, trên má, trên da thịt chàng. Chàng bâng khuâng nhìn theo Mỹ Linh, rồi rút thuốc lá ra hút. Mưa bắt đầu rơi lất phất. Trời mưa lâm râm mà ở lì trong khách sạn với một cô gái đam mê thì tuyệt vời. Văn Bình lắc đầu như xua đuổi những ý nghĩ thèm muốn vừa nhú lên. Công việc quan trọng đang chờ chàng trong một căn nhà ở giữa đường Praatit. Thở dài, chàng đếm bước trên vỉa hè vắng vẻ. Trong đời hoạt động, Văn Bình đã nhiều lần nhận lãnh chỉ thị công tác một cách kỳ quặc. Tuy nhiên, trong hầu hết trường hợp, chàng đều được biết trước nội dung của điệp vụ mà chàng có trách nhiệm thi hành. Nếu không biết rõ từng chi tiết thì cũng phải biết sơ qua nội dung, nhưng lần này chàng chẳng biết ắt giáp gì cả. Phi cơ riêng chở chàng vừa đáp xuống Hoa Thiệt Đốn là một phái viên CIA khác đã chờ sẵn ngoài sân bay bê tông. Chàng không kịp bước vào trong nhà hàng gắn máy điều hòa khí hậu để chiêu một khúc bánh mì thịt nguội với rượu whisky vì một chuyến phi cơ thương mại sắp sửa cất cánh đi Nữ Ước. Đến Nữ Ước, chàng lại lên phi cơ đi Bali, rồi từ thủ đô ánh sáng Bali lại bay thẳng một mạch về Vọng Các. Chàng không được diện kiến ông Tổng Giám đốc Smith như những lần trước. Chàng cũng không được biết sẽ đi đâu, gặp ai và làm gì. Chỉ thị công tác được đựng trong ba cái phong bì. Cái ngoài màu vàng không đề chữ, cái giữa nhỏ hơn màu xanh cũng không đề chữ. Cái bên trong còn nhỏ hơn nữa với những dòng chữ đánh máy trên một tờ giấy màu đỏ nhạt. Ngay sau khi xuống phi cơ ở Vọng Các, yêu cầu đại tá đến số nhà trên đường Praatit, đó là nhà của một người làm nghề bói bài tên là Prakul. Mật ngữ: vợ chưa cưới của tôi bị mất tích cách đây 36 tiếng đồng hồ. Tôi nóng ruột muốn biết nàng còn sống hay chết. Tôi sẽ bói ngày và trong vòng 5 phút sẽ có kết quả. Trong quá khứ, có người bị mất tích 85 ngày mà tôi vẫn tìm ra tung tích. Tuy nhiên, về vấn đề thù lao thì đắt hơn người khác. Tôi không có tiền bát, tiền đô la được không? 10 đô la đủ chưa? Tiền bát thì tiện hơn, nhưng đô la cũng được. Nếu có thể xin ông trả cho 15 đô la. Sau khi trao đổi mật ngữ, đại tá sẽ ngồi đợi. Một người bạn của đại tá sẽ đến và giao cho đại tá nhiệm vụ mới. Lịch công tác của ông Smith chỉ có thế. Trước khi chàng qua Tây Bán Cầu, ông Hoàng đã kêu chàng vào văn phòng và kê khổ liền tu tì gần 60 phút đồng hồ về việc ngân quỹ của sở sắp cạn. Chàng vẫn nghe ông Hoàng kê khổ như vậy nhiều lần. Và lần nào sau khi kề khổ, ông Hoàng cũng hỏi chàng với giọng lo lắng. Anh đã nghe rõ chưa? Mình hết tiền rồi, có lẽ phải nhờ đến anh mới xong. Anh có sẵn lòng giúp cho một tay không? Dĩ nhiên là chàng phải giúp một tay. Giúp cả hai tay hai chân còn không chối từ, huống hồ chỉ một tay. Và lại, chàng có muốn lắc đầu cũng không được. Văn Bình đành gật đầu lia lịa. Rồi ông Hoàng nói. Nhân tiện anh sang Mỹ, tôi đã liên lạc với bên CIA. Ông Smith cho biết là hiện có một vài công tác khó khăn ở Viễn Đông muốn nhờ anh giải quyết. Về khoản tiền nong, tôi sẽ thương lượng sau với họ. Anh nghĩ thế nào? Dĩ nhiên là Văn Bình chẳng nghĩ gì cả, vì ông Hoàng đã nghĩ dùng chàng. Và chàng lên đường qua Hoa Kỳ. Nghề gián điệp là nghề của sự éo le, đôi khi gần như lố bịch. Vì chàng phải đi từ Việt Nam tới Hoa Kỳ, non nửa vòng địa cầu, để rồi từ Hoa Kỳ trở về gần Việt Nam, thêm nửa vòng địa cầu nữa. Mới biết là chàng sẽ hoạt động ở Vọng Các, chỉ cách Sài Gòn có 2 giờ đồng hồ máy bay. Chàng đâm ra oán ông Smith, ông Hoàng và luôn cả chính mình. Nếu người ta nói toạc móng heo là hoạt động ở Vọng Các, có phải chàng đã tiết kiệm được gân sức và mồ hôi hay không? Văn Bình ném điếu xa lem, rồi quẹo vào hẻm tối bên trái. Tiệm bói toán của CIA nằm ép giữa hẻm. CIA là tổ chức gián điệp giàu nhất thế giới. Họ thiếu gì tiền mà lại chui rút trong cái ổ chuột tối om này? Văn Bình tự hỏi, song không tìm ra giải đáp. Thủ đô Vọng Các cũng là thủ đô Đông Nam Á của CIA. Cá lớn cá bé ở Phi Luật Tân, Nam Dương, Mã Lai, Diễn Điện và Đông Dương đều tùy thuộc Tổng Hành Doanh Vọng Các. Tại đây, CIA chiếm một tòa nhà khá đồ sộ làm văn phòng chính thức và trên dưới 100 ngôi nhà khác
dành cho nhân viên cao cấp trú ngụ hoặc dùng làm địa điểm tiếp xúc an toàn. Nhà của họ đều rộng và đẹp, chứ không phải là cái quái thai gạch ngói siêu vẹo bẩn thỉu mà Văn Bình sắp đến. Chàng lẩm bẩm một mình, có lẽ mấy anh CIA này đã điên rồi. Văn Bình đã rủa oan cho hệ thống tình báo CIA vì họ không hề điên. Lúc chàng rủa họ cũng là lúc họ tỉnh táo, sáng suốt, nhanh nhẹn và khôn ngoan hơn bao giờ hết. Trời tối ở những khu vực nhiệt đới là thời gian mà người Tây Phương lười làm việc nhất. Họ phải ra đường hóng mát hoặc chui vào các văn phòng hoan lạc không khí điều hòa mát rượi, đặc biệt là ở ngoài đường cũng như trong phòng. Họ phải có đàn bà cặp kè một bên. Đàn bà Á Đông là của trời cho hấp dẫn. Đối với đàn ông Tây Phương, quen bị giống cái của họ bắt nạt. Đối với đàn ông Mỹ, thì giống cái ở xứ Thái lại hấp dẫn gấp chục lần. Phụ nữ Thái khá ngoan và ngon lành về thân hình, lại không bắt họ phải canh chừng máy giặt hoặc máy rửa chén bát, nên gần như thông lệ. Chú Sam nào đến Thái cũng dành trọn thời giờ từ chập choạng tối đến chập choạng sáng cho thú vui, yêu cuồng, sống vội. Cũng vì lý do dễ hiểu ấy nên các văn phòng chính thức của Mỹ đều tắt đèn và đóng im ỉm. Hồi hôm Văn Bình đến Võng Cát, mọi văn phòng của một tòa nhà 5 tầng ở đường Wireless cũng tắt đèn và đóng im ỉm, trừ ở lầu 5. Đường Wireless là nơi tọa lạc Đại sứ quán Mỹ ở số 95, nhưng tòa nhà 5 tầng này không mang số 95 vì nó là trụ sở kín của CIA. Bề ngoài tòa nhà này là trụ sở của một công ty xuất nhập cảng lớn có chi nhánh khắp Đông Nam Á, hoạt động thương mại và doanh nghiệp thực thụ chỉ diễn ra ban ngày từ lầu nhất đến lầu 4, còn ban đêm lầu 5 được coi là môi trường của CIA. Muốn lên lầu 5 phải dùng thang máy từ dưới nhà lên lầu 4, nơi đặt phòng giấy của viên giám đốc công ty, rồi từ lầu 4 lên trên bằng cầu thang xi măng. Cầu thang máy đặc biệt được xây kín trong tường, chỉ dành riêng cho viên giám đốc và một số nhân viên CIA cao cấp. Tối hôm ấy, lầu 5 được thắp đèn sáng trưng, tuy nhiên những bức rèm bằng vải tẹt đen dày đã ngăn ánh sáng lọt ra ngoài. Trong một căn phòng rộng, chỉ có một cửa ra vào, hai người đàn ông trên tứ tuần, mũi lõm mắt xanh, khuôn mặt nghiêm trọng đang ngồi đối diện quanh cái bàn sắt sơn màu xám nhạt. Một người là giám đốc công ty xuất nhập cảng giả hiệu tên là Colby. Người thứ hai trẻ hơn, đẹp trai hơn và vui vẻ hơn là đặc phái viên CIA vừa từ Hoa Thiên Đốn tới hồi sáng. Viên giám đốc hỏi, y vừa đến phi trường Đòn Mương, cuộc tiếp xúc sẽ diễn ra trong vòng 60 phút nữa, đại tá sửa soạn xuống xe thì vừa. Đại tá đặc phái viên CIA có vẻ tần ngần. Y là con hổ trong ngành gián điệp chứ không phải cán bộ tầm thường. Tôi sợ đòn phép không qua được mặt y. Đây không phải là đòn phép mà là vấn đề chiến thuật hành động. Tôi xin nhắc anh là sở đã hứa trả công cho sở mật vụ Nam Việt 12 triệu đô la. Tôi nghe ông Smith nói là có 8 triệu. Phải, thoạt đầu thỏa thuận 8 triệu được trả bằng bạc Việt Nam qua trung gian quỹ đối giá của viện trợ Mỹ. Nhưng vào giờ chót, họ yêu cầu được thanh toán bằng đô la xanh. Họ đáo đầy lắm, chờ cho nhân viên của họ rời ba lê rồi mới đặt điều kiện mới. 8 triệu đô la đổi ra bạc Việt Nam tại thị trường quốc tế biến thành 12 triệu. Vì như đại tá đã biết, hối suất chính thức theo quỹ đối giá là 118 Mỹ Kim một đồng. Nhưng hối suất của chợ đen lên đến gấp rưỡi, nghĩa là khi không, ông Hoàng đã đòi xơi thêm 4 triệu đô la. Vậy mà ông Smith cũng ưng thuận à? Thì sao mà không ưng thuận? Vì ông Hoàng có đòi thêm tiền đâu. Ông ta chỉ yêu cầu được trả bằng đô la. Viện cớ là sở mật vụ Nam Việt đã có dư bạc bán sứ và đang thiếu ngoại tệ trầm trọng. Tưởng cũng cần nói cho anh biết thêm là nếu ta có thể làm nổi vụ này, ta đã không thuê họ, chẳng qua vì ta không có nhân viên nào thích ứng. Ta thiếu gì nhân viên ở đây? Trước khi lên đường, tôi đã nghiên cứu danh sách nhân viên ở Đông Nam Á. Hiện thời, gần 98 người ăn lương tháng của ta trong 12 quốc gia bao quanh Thái Lan. Chỉ riêng tại Thái Lan, nhân viên nổi và chìm đã lên tới 12.500 người. Không lẽ trong số này lại không tìm được một nhân viên nào thích ứng? Thế mà đó lại là sự thật, một sự thật phũ phàng và chua chát. Sở dĩ ta không có nhân viên thích ứng là vì ông Hoàng. Ông Hoàng phá đám à? Cũng gần như vậy. Năm 1963, ta nhờ ông Hoàng theo dõi một vụ khoa học gia nguyên tử bị quốc tế tình báo sở bắt cóc và đưa về lục địa Trung Quốc. Hoạt động trên đất tàu phải là người Á Đông, nên ta sẵn sàng trả 1 triệu đô la. Nhưng ông Hoàng chê ổng chê eo không chịu. Bất đắc dĩ ông Smith phải quay sang yêu cầu tình báo Đại Hàn. Tại vùng Thái Bình Dương ngoài Nam Việt ra, có tình báo Phi Luật Tân, Đài Loan, Thái Lan và Đại Hàn là quy tụ được một số nhân viên hữu hạn. Nghe nói 1 triệu đô la, tình báo Đại Hàn đã chấp thuận. Nhưng 6 tháng sau,
đã thất bại hoàn toàn. Họ mất luôn 2 nhân viên trong vòng 6 tháng, nên rút lui không kèn không trống. Như thế thì đâu phải là tại ông Hoàng. Ta kín đáo mở cuộc điều tra và phăng ra là phản gián Trung Cộng đã biết trước. Tổng hành doanh của ta tại Vọng Khác nghi ngờ mật vụ Nam Việt, xì tin cho quốc tế tình báo sở để tình báo Đại Hàn thất bại, khiến ta bắt buộc phải cầu cắt đến họ. Có bằng chứng nào cụ thể không? Nếu có thì còn nói gì nữa, tất cả chỉ là nghi ngờ. Nghi ngờ thì không nên kết tội họ, trong nghề này thất bại là chuyện thường. Nhưng không lý nào ta lại thất bại luôn một dây dài dằng dặc. Năm 1964, ta lại nhờ ông Hoàng lấy một tài liệu khác ở Bắc Cao, lại vấn đề tiền bạc. Lần này ta đồng ý trả 2 triệu, nhưng ông già tham lam lại đòi gấp đôi, nghĩa là 4 triệu đô la. Rốt cuộc ta đành phải thương lượng với tình báo Phi Luật Tân. Và rồi cũng thất bại phải không? Cũng thất bại. Và cũng nghi ngờ ông Hoàng, nhưng không có bằng chứng cụ thể. Đúng vậy, ông Smith tức muốn học máu, nhưng phải nén lòng điều đến lần thứ 3. Vụ này xảy ra trên lãnh thổ Bắc Việt. Lần thứ 3 này, ông Hoàng nói toạc máng heo rằng trong 2 lần trước CIA hạ tiện một cách vô lý nên công việc thất bại, khiến cho tình báo hai quốc gia bạn bị thiệt hại. Vì vậy, sở mật vụ Sài Gòn không thích làm thuê với CIA nữa. Ta xuống nước năn nỉ đến trẹo quay hàm, ông Hoàng mới lên giọng nhân nghĩa, chấp thuận, xong đòi 6 triệu đô la, nghĩa là mỗi lần ông lại tăng thêm giá. Chúng ta đành phải ngậm đắng nuốt cay mà gật đầu. Và ông Hoàng đã thành công. Đúng vậy, thành công một cách ngon lành và dễ ớn. Lãnh 6 triệu đô la, ông Hoàng chơi ta một vố đau điếng. Trong một cuộc diện kiến với ông Smith, ông ta ỡm ờ nói là một số nhân viên của CIA ở Viễn Đông tiếc tiền không dám chi tiêu vào công cuộc bảo vệ an ninh nội bộ nên đối phương đã lợi dụng để thâm nhập. Rồi ông Hoàng đưa ra một danh sách nhân viên nhị trùng của địch và nói là CIA cứ bắt giữ những người này là chất đứng được sự trà trộn. Ông Hoàng lại nói thêm là sở mật vụ đã mất khá nhiều hy sinh nhân mạng, công phu và tiền bạc để đoạt được bản danh sách. Tuy nhiên, sau khi thanh lọc hàng ngũ, ông Smith muốn trả bao nhiêu tiền cũng được. Thế bản danh sách này đúng hay sai? Đúng 100%. Không biết ông Hoàng đã tìm thấy ở đâu. Và ông Smith lại mất thêm tiền. 10 triệu đô la nữa. Nhưng vấn đề tài chính chưa quan trọng bằng vấn đề tin cậy. Ông Smith đã tin cậy ông Hoàng ngoài sức tưởng tượng. Tôi có cảm tưởng rằng ông Hoàng chẳng thương gì ta. Nếu có thì chỉ thương đồng đô la. Ông ta thiếu tiền nên phải cặp kè với ta thế thôi. Và nếu gặp cơ hội thuận tiện, ông ta sẽ là người đầu tiên đâm vào lưng ta. Anh nghĩ thế nào? Hiện giờ tôi chẳng biết nói gì vì tôi phải gặp y trước khi có thái độ rõ rệt. Giám đốc công ty xuất nhập cảng giả hiệu Colby nói tiếp. Tôi xin báo cho anh biết là chúng tôi tuân lệnh ông Smith, song không thể hợp tác chặt chẽ với nhân viên của ông Hoàng. 12 triệu đô la không phải là một món tiền nhỏ. Đặc phái viên trung ương thở dài. Anh muốn làm gì tùy ý, tôi không ngăn cản. Và lại tôi cũng không có thẩm quyền ngăn cản anh. Về binh nghiệp, anh cũng là đại tá như tôi, nhưng về chức vụ chuyên môn, anh lại là giám đốc địa phương, còn tôi là chánh sở kế hoạch hành động ở trung ương. Mỗi người một nhiệm vụ, một lãnh vực hoạt động riêng biệt. Tôi chỉ được lệnh sang đây tiếp xúc với đại tá Văn Bình của sở mật vụ Nam Việt và giao nhiệm vụ cho y. Thú thật tôi không ngờ tình hình nội bộ lại khó thở đến thế. Giám đốc địa phương Côn Bị cau mặt buông mình ngồi phịch xuống ghế. Văn Bình tạt vào máy hiên tối ở bên trái rồi đứng lại. Khi bước qua hẻm, chàng đã quan sát kỹ càng phía sau. Chàng không tin là mình bị theo. Căn nhà mang số 24. Đó là một căn nhà trung bình có lầu được đúc bê tông quét vôi trắng toát. Trước cửa nhà là một cột đèn công cộng. Ánh đèn neon chiếu sáng vào hàng ba. Cửa vào được mở rộng. Bên trong đèn thắp sáng trưng. Ngoài cửa, Văn Bình nhìn thấy một tấm bảng gỗ sơn nhiều màu. Trên vẽ những con bài cơ to tướng. Bên cạnh một bàn tay mở rộng lớn bằng tờ báo. Bên trên có những đường chỉ màu đỏ. Tấm bảng gỗ chi chít những hàng chữ nhỏ như con giun. Văn Bình biết nói chứ không đọc được thái ngữ, nên đoán phỏng đó là văn chương quảng cáo nghệ thuật bói bài của Prakul. Chàng trèo 3 bậc cấp vào nhà. Prakul ở phòng trong, phía ngoài là phòng đợi. Cũng như các phòng đợi khác, nó chỉ gồm những cái ghế lợp da cũ kỹ, kê sát tường và trên cái bàn kê giữa nhà, chàng thấy một chồng báo hàng ngày và tạp chí hình ảnh. Văn Bình chưa kịp yên vị thì một cô gái khá xinh đẹp mặc áo dài tàu từ cửa hông bước ra, nghiêng đầu chào chàng. Tuy nàng mặc sườn xám Trung Hoa, chàng cũng biết nàng là người Xiêm 100%. Căn cứ vào làn da hơi ngăm, cái cổ tròn trịa, bộ ngực nhỏ nhưng cứng, bắp chân toàn thịt không có chút mỡ, chàng thè lưỡi liếm giọt nước ngọt vô hình trên mép.
Thân hình nảy nở của cô gái làm chàng cảm thấy khát nước, mặc dù hồi nãy trên phi cơ chàng đã gọi Sâm Banh uống gỡ gạc, uống cả mấy chai một lúc như thể lạc đà uống nước. Cô gái cười duyên với chàng, rồi liến thoáng hỏi chàng bằng tiếng Thái. Văn Bình không giỏi lắm nhưng cũng không đến nỗi tệ về tiếng Thái nên đã trả lời trơn tru. Cô gái hỏi chàng có phải đến bói bài và mua thuốc không, và dĩ nhiên là chàng trả lời có. Tuy chàng không tin vào tài bói bài của Prakul, cũng như không biết Prakul bán những thứ thuốc gì.